Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chỉ tiết. Mới đây, trước luận ý kiến thắc mắc về việc một nữ tài xế ở Đắk Lắk bị phạt kịch khung Vi phạm nồng độ cồn nhưng không bị tước giấy phép lái xe, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra việc tham mưu và ban hành quyết định xử phạt hành chính kịch khung, một phụ nữ vi phạm nồng độ cồn nhưng không tước giấy phép lái xe sẽ sửa ngay nếu sai, ông Chiến nói. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có ý kiến như trên sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin cho biết, trước đó ngày 22 tháng 2, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà NTH 38 tuổi, ngụ phường Nghĩa Đức thành phố Gia Nghĩa, tổng cộng 51 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phạt bà H 35 triệu đồng do điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg trên một lít khí thở, quyết định phạt bà H 11 triệu đồng do không có giấy phép lái xe phạt 5 triệu đồng do không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Điều đáng nói trong quyết định xử phạt không có hình thức phạt bổ sung nên bà Hát không bị tước giấy phép lái xe. Thông tin này khiến nhiều người thắc mắc vì với mức vi phạm của nữ tài xế này chắc chắn sẽ bị tước giấy phép lái xe có thời hạn. Được biết, quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông được ban hành theo đề nghị của trưởng công an thành phố Gia Nghĩa tại tờ trình ngày 19 tháng 2 các hành vi bị xử phạt căn cứ theo biên bản vi phạm hành chính do Công an thành phố Gia Nghĩa lập hôm 12 tháng 2. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Gia Nghĩa, đơn vị này không tham mưu hình thức phạt bổ sung, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với bà NTH do bà này không có giấy phép lái xe. Vì không có giấy phép lái xe thì đâu áp dụng hình thức phạt bổ sung được. Trước khi ký quyết định, anh Lê Văn Chiến cũng hỏi đi hỏi lại việc này, đại diện đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Gia Nghĩa nói. Trong khi đó, nguồn tin từ Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông xác nhận, bà NTH đã được sở này cấp giấy phép lái xe hạng B2 hôm 14 tháng 1, trước khi bà H vi phạm. Liên quan đến vụ việc trên, theo luật sư Nguyễn Thanh Huy, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông nêu quan điểm, nếu người tham gia giao thông có giấy phép lái xe nhưng giấu đi hoặc khai không có thì cơ quan tham mưu ra quyết định xử phạt hành chính phải có trách nhiệm rà soát xác minh đầy đủ lực lượng cảnh sát giao thông phải liên hệ với sở giao thông vận tải hoặc đơn vị có thẩm quyền xác minh kiểm tra người điều khiển phương tiện vi phạm đã được cấp giấy phép lái xe hay chưa để có hướng xử lý tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính người tham gia giao thông khai không có giấy phép lái xe nhưng xác minh là có thì vẫn phải áp dụng hình thức tước giấy phép lái xe theo quy định luật sư nguyễn thanh huy nói sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, một lãnh đạo công an thành phố Gia Nghĩa nói cơ quan này đang kiểm tra lại việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp trên. Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thông tin từ công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện lập biên bản đối với một trường hợp là cán bộ công chức đảng viên đang công tác tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, hồi 23 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2024, tại đường Nguyễn Văn Cử, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ tuần tra kiểm soát, phát hiện lái xe Trần Quang Khải sinh năm 1977, có địa chỉ tại 54-51 Nguyễn Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, điều khiển ô tô biển kiểm soát 49A 47818 có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mm trên 1 lít khí thở, 0,112 mg trên lít. Bên cạnh đó, tài xế này điều khiển xe ô tô khi không có giấy phép lái xe. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi nêu trên. Điều đáng nói, khi bị lập biên bản, ông Khải lại khai nghề nghiệp tự do tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố đà lạt đã xác định ông khải là cán bộ đảng viên hiện đang giữ chức vụ phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng theo đại tá trần vĩnh phú trưởng công an thành phố đà lạt căn cứ các lỗi vi phạm công an thành phố đà lạt đã thông báo và kính đề nghị đồng chí tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chỉ đạo kiểm điểm cán bộ đảng viên vi phạm và trách nhiệm liên đới của cá nhân tập thể có liên quan theo đúng chỉ đạo của ban bí thư và thủ tướng chính phủ đồng thời trao đổi lại kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để báo cáo các cấp. Mới đây, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ Nhật Quang, 44 tuổi, ngụ tại phường 2 thành phố Bảo Lộc về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng. Trước đó, vào đêm ngày 21 tháng 2, tại đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Bảo Lộc, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố bảo lộc cùng lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh lâm đồng đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo kế hoạch phát hiện ông nguyễn vũ nhật quang đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên ông quang không chấp hành điều khiển xe bỏ chạy tổ công tác đã giao nhiệm vụ cho thượng úy đoàn nhật hà cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố và trung úy Nguyễn Minh Trung, cán bộ tiểu đoàn cảnh sát cơ động sử dụng xe mô tô chuyên dụng bám theo yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng ông Quang vẫn không chấp hành. Khi đến trước cổng nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường 2, ông Quang bảo người thân dắt xe vào trong nhà để trốn tránh. Lúc này, Thượng úy Hà đã dùng tay để giữ chiếc xe máy vi phạm thì bị ông Quang sử dụng thanh sắt đánh vào tay. Hậu quả khiến Thượng úy Hà bị gãy xương trụ cẳng tay trái. Thượng úy Hà được đưa đến bệnh viện Hai Lâm Đồng cấp cứu và hiện đang được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Sau khi tấn công Thượng úy Hà, ông Quang tiếp tục dắt xe máy vào nhà rồi khóa trái cửa, không chấp hành các yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng nhiệm vụ có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Quang là 0,378 mg trên lít khí thở. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Quang để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn nằm vạ giữa đường điện biên phủ khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các loại giấy tờ liên quan. Hiện Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan. Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức Hắc, sinh năm 1964, ngụ đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế là nguyên giám đốc công ty cổ phần phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và đã nghỉ hưu. Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 ngày 22 tháng 2 tại đoạn đường trước khu vực khách sạn Điện Biên, thành phố Huế. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên phủ thì phát hiện ông H điều khiển mô tô biển số 75F1051XX lưu thông trên đường Điện Biên phủ hướng từ đường Nguyễn Huệ lên cầu Nam giao có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn. Tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu ông Hát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông Hát đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra người đàn ông này không chịu chấp hành, có dấu hiệu say xỉn, liên tục nói thích chết, bắn tao đi và chây ý nằm giữa đường. Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Một số thông tin cho biết, ông H từng bị tai nạn giao thông vào năm 2013 nên phải nghỉ hưu sớm do di chứng. Ông H thường phải khám, điều trị chứng rối loạn lo âu.